À, xin chào các bạn. Đây là phía trước chúng ta đang là một máy tính Dell. Cái dòng máy này dòng máy của dòng workstation, dòng laptop ha. Dell Reception 7710. Thì hôm nay là mình sẽ đưa ra phương pháp gọi là update về BIOS. Thì trước khi mà chúng ta update BIOS á, thì các bạn sẽ lưu ý một số cái những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là về pin. Pin đây. Thì pin thì các bạn nên để khoảng chừng trên 50% nha. Thì đây hiện tại là mình đang sạc cho lên tới là cái số lượng pin đó thì nó lên tới là trăm trăm rồi, full rồi, full K luôn. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta phải cắm sạc cho máy đeo này nha. Thì đây đây là mình sẽ đang ghim sạc nè, đó ghim cho cái sạc đó. Và cái hiện tại nè mình đang cắm sạc đây, và sạc là chúng ta phải xài đúng là sạc đeo. Thì đây mình đang dùng là sạc của dòng Dell, mà nó đang cái dòng máy này nó đang dùng tới cục sạc rất là lớn, nó chính là 12,3 ampe đó, 19,5 V đó. Sạc này mới sạc được cho cái dòng máy Dell Reception 7710. Dòng Dell này được coi là dòng cao cấp của dòng máy chạm ha. Thì đối với khi chúng ta muốn update BIOS á, thì các bạn nhớ lưu ý là chúng ta nhớ sạc pin, nhớ cắm pin khoảng chừng trên 25%. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có về cắm sạc. Thì bây giờ chúng ta muốn update được cái dòng này á, thì các bạn sẽ lưu ý nè, chúng ta sẽ Google, chúng ta gõ vô là driver Dell Reception 7710 ha. Đây đầu tiên là chúng ta sẽ vô trong cái phần gõ ra như này, thì nó đưa ra cái trang chủ nhiều trang lắm, cái gì trang dell.com mà là trang này là đang đúng rồi. Có nhiều trang vấn đề là sao, vấn đề là của cái hãng khác. Hãng khác thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta cẩn thận nha. Thì đây là mình đang đưa ra đúng cái trang, đó là trang chủ nè, Dell Reception đó, support nè, for Dell Reception nè. Đây chúng ta mở nè, qua tab mới là mình tắt máy tab này đi để cho đỡ lẫn lộn ha. Đây cái tab mà chúng ta vừa mở đây, để chúng ta update được cái BIOS này thì các bạn nhớ lưu ý nè. Đó thì chúng ta sẽ vào trong driver, và lúc đó các bạn sẽ vào trong gì đây, cái mục đây là mục BIOS, BIOS ha, BIOS đó. Thì lúc này chúng ta sẽ là nhấp vào đây và chúng ta sẽ download về nha. Rồi thì khi download về đây, máy này chạy quá lẹ luôn các bạn. Thì hiện tại đang máy này đang được trang bị cấu hình gọi là siêu khủng, đó chính là Core i7. Đây cấu hình của nó đây, Core i7 nè, Core i7 6920HQ, 8 CPU. Và cái thứ hai nữa đang có về hỗ trợ về card màn hình là Quadro M5000. Thì phiên bản Quadro M5000 này ở thị trường này rất là hiếm, và dòng này được coi là cái card mà rất là khủng luôn. Và card onboard thì nó là HD Graphics 530. Đây là mình đang xài là chỗ cái ổ của nó là ổ M2 SATA, SSD M2 SATA 512 GB, 512 GB ha. Đó thì đối với card này thì cái đặc điểm của cái máy này nó là màn hình của nó lên tới là 4K, là quá khủng khiếp, màn hình 4K. Đây là để mà độ phân giải màn hình đây, nó được tới 4K. 4K thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, đây mình mở lên cho các bạn xem cái sức mạnh của máy này, mời các bạn xem, các bạn chiêm ngưỡng ha. Đó màn hình 4K. Thì hôm nay là mình sẽ đưa ra giải pháp gọi là update BIOS. Thì update BIOS á, thì chúng ta nhìn thấy nè, trên cái BIOS thì hiện tại mình đang có nè, đây BIOS hiện tại ha, đây mình phóng to ra nè đó, mời chúng ta xem. Thì hiện tại là cái firmware của BIOS hiện tại nó đang là từ ngày 28 tháng 4 năm 2016 đúng không, và cái phiên bản BIOS này của nó là 1.4.14.0 đi đó. Thì 10 giờ ngày 26 nè, nó có giờ luôn. Thì cái này là chúng ta sẽ update lại cái phiên bản mới hơn, version của nó là 1.4 ha, 1.4.14. Thì giờ hôm nay là mình sẽ download cái bản mới về. Thì bản mới mình vừa download về đây. Đây. Đây chúng ta nhìn thấy nè. Đây là cái bản của BIOS nè. Thì lúc này mình sẽ copy qua một cái thư mục mới đi để chúng ta dễ hình dung. Đây ha. Mình sẽ đặt tên là thư mục folder, nó chính là BIOS. BIOS. Rồi bây giờ mình sẽ paste vào đây. Copy vào đây. Đó. Bây giờ các bạn sẽ nhấp vào đây nè, và chúng ta sẽ thấy gì đây, cái này chúng ta giải nén nó ra, còn không giải nén thì chúng ta chọn run admin cũng được đó.
thì lúc này nó sẽ có gì đây, nó báo chữ là rin. Các bạn lưu ý khi mà update thì nó nhớ là phải cắm sạc, cắm nguồn nha. Và cái thứ hai là chúng ta cần phải có pin trên 25%. Rồi nó kêu gì đây, coi như quá trình update firmware nè, coi như là mình có đồng ý nè, ok ha. Rồi thì đây nó sẽ có hai phiên bản BIOS mà chúng ta đang cần update nè. Các bạn mời các bạn xem ha, phiên bản cũ của nó đang là 1.4.14, 1.4.14 là Dell System Restriction, Restriction là 7710, là có nghĩa là cái BIOS này dành cho là dòng Dell của Restriction 7710. À, phiên bản của nó là A07. Thì bây giờ nó lên một phiên bản đời mới hơn nhiều rồi, nó chính là A23 đó. Và cái phiên bản của nó là 1.19.3 update lên, cũng là của Dell System Restriction 7710. Thì cái ý nghĩa về update BIOS này, tại sao chúng ta phải update BIOS đúng không? Thì ở đây á, chúng ta nhớ nè, à, nếu như mà cái phần mà giữa phần cứng với phần mềm, à, phần phần cứng thì luôn luôn ra trước, phần mềm thì có thể là ra sau. Nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn thấy là vì lý do nào đó chúng ta xài, ví dụ chúng ta đang cài Win, hiện tại đang là Win 10 đi, sau này có những bản Win 10 đời mới hơn hoặc là Win 10 đời mới hơn, thì nhiều khi là cái phần tương thích của thằng BIOS này nè, nó sẽ không đời cũ nha, nó không tương thích cái phần mềm đời mới. Thì chính vì như thế người ta mới đưa ra giải pháp, gọi là trên hãng Dell á mới đưa ra giải pháp nè, họ mới đưa ra những cái sụp Dell cập nhật liên tục, và sụp đó chính là sụp BIOS mới. Thì lúc này cho phép chúng ta để chúng ta cập nhật mới lên, khi cái phần cập nhật mới này nó sẽ là hiểu được giữa phần cứng và phần mềm nó sẽ tương thích được với nhau. Thì ở đây à, có thể một cái lý do, ví dụ như một ngày nào đó chúng ta xài cái cổng USB nó sẽ không nhận được, hoặc là những cái phần mềm mà chúng ta đang cần cài nó không được hỗ trợ tương thích được như mong muốn, hoặc là quá trình boot, quá trình khởi động của cái máy đó nhiều khi nó đang bị lỗi rồi, khởi động lên nó chậm nhờ, chậm rù à, hoặc là có thể là một số cái tính năng nó không được mặc dù trên máy của người bạn của mình đang hỗ trợ, và chúng ta cũng có một cái máy giống y chang nhau nhiều khi thấy không hỗ trợ. Thì cái nghi ngờ đầu tiên chúng ta phải nên update BIOS. Thì update BIOS này nó sẽ có những cái mà nó gọi là mạo hiểm. Mạo hiểm là sao? Bây giờ các bạn cần lưu ý là sao? Trong quá trình update chúng ta phải cần có sạc, là có cục adapter, và cái thứ hai là chúng ta có một cục pin, nó phải ổn định. Pin thì nó khoảng chừng là nhiêu? Tới là một từ 25% trở lên. Đúng không? Từ đây mình đang sạc tới là 100% luôn. Đó, thì cái phần update như thế này á, để cho nó là chúng ta nhìn thấy là nó cập nhật giữa phần cứng, hỗ trợ được cho phần mềm. Trong quá trình update nó sẽ có rủi ro nếu như chúng ta không tuân thủ những nguyên tắc như sau: không cắm sạc, không cắm pin hoặc là pin chai. Chúng ta bật lên chúng ta update được, nhưng mà giữa chừng nó chỉ bằng mất nguồn thôi, thì chắc chắn máy tính chúng ta sẽ bị chết liền và không khởi động liền. Thì quá trình mà không khởi động đó chúng ta phải tháo con BIOS ra, chúng ta update nó đi thì mới được cập nhật lại. Thì giờ mình sẽ đưa ra giải pháp gọi là update BIOS của dòng Dell Restriction 7710 ha. À, chúng ta chọn OK này. Đây. Đó. Thì cái này chúng ta nhìn thấy nè, nó đang chạy như thế này thì chúng ta thấy nó bình thường. Nhưng mà chút xíu nó reset lại máy cơ. Đó, bây giờ bắt đầu reset nè. Chúng ta thấy không? 7710 nè. Đây. Đó, bây giờ mình sẽ đang phóng to ra, thu dọn nhỏ nhỏ lại. Đó, chúng ta nhìn thấy nè. Rồi bây giờ đang update đó các bạn. Các bạn để im xíu nha. Đấy, bây giờ này các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đây là phía trước chúng ta nè. Nó sẽ có về gì đây? Update firmware BIOS nè. Đó. Đây mình bật đèn lên lại nè. Chúng ta xem. Đây. Đây. Nó đang update firmware, update về BIOS firmware, nó kêu là sao? Do not power nè, down system nè. Thì có nghĩa là cái phần đồ, có nghĩa là cái phần mà chúng ta không được tắt nguồn trong quá trình mà nó đang update nè, đang cập nhật nè. Cập nhật về firmware BIOS. Thì ở đây các bạn sẽ nhớ nè, lưu ý nè. Chúng ta cập nhật về BIOS này á, thì nó có cái ưu điểm là để cho nó tương thích giữa phần cứng và phần mềm được với nhau. Phần cứng thì luôn luôn ra trước, phần mềm thì ra sau.
Nếu như chúng ta không cập nhật thì nhiều khi phần mềm nó sẽ không hiểu được phần cứng, thì bắt buộc là nó sẽ bị lỗi, chúng ta cần lưu ý ha. Đây, bây giờ đây là quá trình update này, cập nhật là chúng ta nhìn thấy nó chạy tới trăm trăm là được ha, đợi yếu cho nó update đó, nó chạy lại tiếp nè, chúng ta nhìn thấy nó đang cập nhật tiếp nè, đang chạy á, đang để nó đó, đang chạy vô nè, tới trăm trăm nè đó, đây là quá trình update đã thành công nè, thấy chưa, là được chậm chạy trăm trăm rồi đó, giờ nó chạy tiếp nè. Họ lấy nó cập nhật, bây giờ nó đang ghi nè các bạn, flash nè, reset nè, nó đang xử lý nha. Nó đây đang cập nhật tới là 9899 nè, rồi trăm trăm rồi nè. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Đang cập nhật ha. Đó, quá trình update đã lên ha. Rồi bây giờ nó đang khởi động lại. Đây là quá trình đang khởi động mà boot lên win tới Windows đây. Bắt đầu nè, hiện logo Dell nè. Đây bây giờ đang lên tới Windows nè các bạn. Thì nó đang dùng bằng ổ là M2 SATA nên quá trình khởi động có thể là rất là lẹ, cực kỳ nhanh luôn các bạn. Đây thì các bạn bây giờ mình sẽ mở lên lại nè, đây thử coi là vô cái BIOS nó đã cập nhật mới chưa ha. Đó thì hiện tại là đây mình zoom lên nha, đây hiện tại là chúng ta vừa update xong, thì khi vừa update xong là phiên bản của nó là 1.14 gì đó, nó lên tới là 1.19 rồi nè, version của nó lên tới giờ 20, ngày trước là 26 đây, 16 thì tới là năm 2019. Thì đây là quá trình update BIOS là coi như là đã thành công. Thì đối với một dòng máy mà Dell Workstation, đây là được mang mã của nó là Dell Workstation 7710 với một con chip gọi là cực kỳ mạnh, đúng không? Và với một cái card màn hình nào, nó dài hai card. Card màn hình thứ nhất là HD Graphics 530. Và card màn hình thứ hai mà chúng ta đang thấy đó chính là Nvidia Quadro M5000M. Thì và RAM đang hiện tại là nó đang 8 GB, card này 8 GB RAM ha. Và nó lên Optane lên tới là 16 GB. Thì đối với một cái máy như thế này là cái xử lý về đồ họa màn hình 4K nữa thì cái giá trị rất là cao. Nhưng mà nếu như trong quá trình chúng ta update BIOS mà chúng ta không khéo á thì xảy ra bị lỗi là coi như là mất nguồn, thì dẫn đến có thể là chết máy. Thì mình mong rằng cái clip này mình chia sẻ là có những bạn là nào chúng ta update BIOS chúng ta nhớ chú ý và chúng ta thận trọng về cái phần này ha. Rồi thì ở đây mình xin tạm dừng clip ở đây, các bạn thấy hay các bạn có thể là ủng hộ mình, cho mình một cái subscribe, like, share, subscribe giúp mình nha. Rồi bạn nào có cần về đặt câu hỏi gì đó chúng ta có thể là comment phía dưới. Rồi có những ai mà cần về như là liên hệ về máy của Dell Reception 7710 á, chúng ta có thể liên hệ là 0922 422 42 ha. Thì hiện tại bên mình cũng đang có về cung cấp cái dòng máy Dell Reception như thế này. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại chúng ta. Xin chào lại.